Quốc Trường, tôi từng thích Bảo Anh nhưng không dám ngỏ lời. Nam diễn viên lần đầu thừa nhận có cảm tình với Bảo Anh khi cả hai đóng chung phim Nhà có năm nàng tiên. Thời gian qua, Quốc Trường được khán giả yêu thích khi thể hiện ấn tượng vai Vũ đào hoa đa tình trong phim Về nhà đi con. Khác với Vũ ngoài đời, Quốc Trường chưa từng công khai chuyện tình cảm sau 10 năm theo nghề diễn và đóng chung với nhiều đồng nghiệp xinh đẹp. Mới đây, khán giả nghi ngờ nam diễn viên có tình ý với ca sĩ Bảo Anh khi thường xuyên tương tác với cô trên mạng xã hội. Ngay lúc giọng ca Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng đang ảnh mừng hạnh phúc của cặp đôi Đông Nhi ông Cao Thắng, Quốc Trường đã bày tỏ cảm xúc và viết: "Chị xính lao ơi." Quốc Trường thú nhận từng thích Bảo Anh. Trước nghi vấn của fan về tình cảm đặc biệt cả hai, Bảo Anh giải thích: "Chị với anh Trường là bạn bè 7 năm nay rồi các em ơi, thính ở đâu chứ ở đây là hỏng rồi." Chia sẻ với báo, Quốc Trường cho biết anh đã chơi với Bảo Anh từ khi cả hai đóng chung phim Nhà có năm nàng tiên. "Chúng tôi là anh em 7-8 năm rồi và luôn quý mến nhau," anh nói. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận khi gặp Bảo Anh trên phim Trường, anh bị cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ. Anh nhận xét giọng ca Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng sở hữu gương mặt hoàn hảo không góc chết. Khi đóng chung phim, nếu nói không rung động trước Bảo Anh là nói dối. "Làm sao mà thờ ơ trước người xinh đẹp như vậy được. Tôi cũng có thích cô ấy, nhưng chỉ để trong lòng không dám thể hiện. Tôi biết mình ở đâu không tự tin, để nghĩ đến chuyện xa hơn," Quốc Trường thú nhận. Anh kể lúc bản thân chỉ là chàng trai nghèo mới lập nghiệp ở Sài Gòn. Gia tài anh không có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng trị giá 6 triệu đồng. Quần áo đi quay phim, Quốc Trường đều mua đồ cũ ở chợ. "Tôi không những nghèo đi xe máy, sự nghiệp cũng chưa tới đâu. Trong khi đó Bảo Anh đi xe hơi nổi tiếng, dù chúng tôi có khoảng cách rất lớn, không thể tồn tại tình yêu. Vì vậy tôi xác định chỉ yêu quý Bảo Anh như một đồng nghiệp," nam diễn viên kể. Quốc Trường cho biết anh thường bị ấn tượng với các cô gái có gương mặt xinh đẹp trong sáng, kiểu hot girl như Bảo Anh, Miu, Tâm Tít. Tuy nhiên anh nhấn mạnh đó chỉ là sự quý mến cái đẹp, không phải là tình yêu. "Trước đây nhìn ảnh Miu tôi cũng thường tấm tắc khen cô ấy như thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ có cơ hội làm việc chung, anh em càng quý mến hơn. Mọi người đừng hiểu lầm chúng tôi hẹn hò," Quốc Trường giải thích về tin thả thính Miu. Nói về tình yêu, diễn viên quê Cần Thơ cho hay anh vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Hiện tại anh tập trung đóng phim và kinh doanh nhà hàng. Ở tuổi 30, Quốc Trường đã có trong tay hơn 100 quán ăn khắp cả nước. Vừa qua anh xây biệt thự rộng 700m² trị giá 25 tỷ đồng tặng cha mẹ ở Cần Thơ. Quốc Trường là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam. Anh được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn trong Hạnh Phúc Có Thật, Đại Gia Đình, Oan Nghiệt, Cung Đường Tội Lỗi, Gạo Nếp Gạo Tẻ. Khi bắt tiếng, anh thành công hơn với vai Vũ trong Về Nhà Đi Con.